Nhiều người hỏi là hai cái máy này nhìn nó giống nhau nhưng mà tại sao giá lại chênh nhau nhiều như thế? Thì mình sẽ chỉ ra một số cái khác nhau nhé. Thứ nhất là cái hàng dưới là cái hàng đắt tiền, hàng cao cấp hơn, cao cấp nhất đấy đó. Còn cái hàng trên là hàng rẻ tiền, hàng nó cũng là hàng nhập nhưng mà nó chất lượng nó kém, giá nó rẻ hơn. Thì trước mắt để phân biệt đó, thì cái hàng chất lượng thì cái tất cả những cái chi tiết này là bằng tập kim loại hết này. Còn hàng rẻ thì cái này bằng nhựa này. Đó, cái phân biệt nhất, hàng rẻ thì nó sẽ như vậy. Đấy, cái nắp bịt đằng đầu này cũng thế này, cái này là bằng nhôm này. Đó, còn cái này là bằng nhựa này. Đó là cái gì phân biệt nhất. Còn về thiết kế thì cái hàng rẻ tiền thì nó sẽ lắp cách tường ra 5 phân. Mình muốn che mưa là cái khe này thì mình phải làm một cái tè trên này, nó rất xấu. Còn cái hàng đắt tiền này thì nó thiết kế thông minh hơn, nó có cái mặt bích như thế này. Đấy, nó gắn sát vào tường rồi treo mái lên, thì về cơ bản thì nó sẽ lắp sát tường thì nó sẽ ok hơn. Về vật liệu thì cái thằng hàng cao cấp này nó được cấu thành bởi nhiều cái module khác nhau. Đấy. Còn cái thằng hàng rẻ này thì nó được cấu tạo thành bằng hai cái mảng này thôi, chưa kể là cái tay này của nó cũng hàng rẻ nó sẽ mỏng hơn, nó nhỏ hơn. Còn cái tay này của hàng mắc tiền thì nó sẽ to hơn, dài dặn hơn. Ốc vít này bằng inox hết này. Đấy, bằng inox hết. Đấy, còn hàng rẻ tiền thì nó sẽ có một số chi tiết là bằng thép. Đấy, nhưng mà hàng rẻ tiền của bên mình thì cùng một hãng của cái hàng đặt tiền sản xuất, cho nên là hàng rẻ tiền của cái hàng này vẫn là vít inox. Như trên thị trường thì nó là vít bằng thép. Thế là đang ở triển lãm ở Hồ Chí Minh. Thì mình tranh thủ mình làm cái video so sánh để mọi người có một sự ám hiểu hơn về cái chất lượng.